Sáng ngày 26 tháng 2, lễ giao nhận quân năm 2024 đồng loạt diễn ra tại 30 quận huyện của thành phố Hà Nội trong không khí trang trọng. Gần 4.500 thanh niên ưu tú của thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Ghi nhận năm 2024, huyện Thạch Thất có 155 công dân nhập ngũ vào quân đội, 36 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 188 công dân viết đơn tình nguyện, 19 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 53 quần chúng ưu tú và kết nạp một đảng viên trước khi nhập ngũ. Tân binh Hoàng Anh Văn, đại diện các tân binh lên đường nhập ngũ cho biết, là những đoàn viên thanh niên nhập ngũ đợt này tham gia thực hiện nghĩa vụ với đất nước, là niềm vinh dự, tự hào của bản thân. 191 tân binh huyện Thạch Thất xin hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xúc động tiễn con lên đường làm nghĩa vụ công an nhân dân, bà Lê Thị Thu Hà, phường Phú La, chia sẻ, bà đã động viên cháu luôn phải chăm chỉ rèn luyện, học tập tu dưỡng về trình độ, chuyên môn, nghe lời cấp trên, góp phần vào bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự của gia đình bà cũng như địa phương. Năm 2024, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, tăng 200 công dân so với năm 2023, 794 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số tân binh nhập ngũ năm nay, có 2.425 tân binh, tương ứng 65% so với chỉ tiêu giao quân, có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Có 1.471 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trước đó, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng khám tuyển. Các quận huyện đã tổ chức gặp mặt các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, nhằm khích lệ, động viên đoàn viên, thanh niên thủ đô thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh, tổ chức kết nạp đảng cho các thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ. Hôm nay, trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã về dự, tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh. Cùng những lời dặn dò ân tình của những người thân, gia đình đã tiếp thêm nghị lực để các tân binh thêm tự tin, vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc.